Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Mẹ Nấu 30 giây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái món lưỡi heo bao tử nấu cá mòi nha các bạn. Nguyên liệu thì chúng ta có lưỡi heo này với bao tử, thì chúng ta mua về chúng ta rửa thật sạch ha, rửa giấm với muối, cạo rửa thật sạch. Đây là lon cá mòi, tương cà, muối, bột ngọt, đường, tỏi, củ hành, củ cải đỏ và nước dừa các bạn. Đây là nước dừa mình mua một trái nè. Bây giờ mình đi sắc cái bao tử với cái lưỡi heo, cái miếng dừa ăn ha. Rồi bắt đầu mình mới là ướp củ cải với củ hành thì mình sắc như vậy nè. Rồi tỏi với củ hành thì mình bầm ha. Rồi bao tử thì mình sắc miếng dừa ăn cỡ 1cm rồi các bạn. Rồi cái lưỡi heo sắc vuông vuông vậy nè. Giờ mình ướp tỏi với củ hành vô, ướp phân nửa thôi, còn phân nửa để mình xào. Rồi cho đường nè, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối và 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng tương cà. Để cho cái màu đẹp thì chúng ta sẽ bỏ vô 1 muỗng canh dầu màu điều nha các bạn. Dầu màu điều hôm trước mình có chia sẻ cái clip cho các bạn coi đó, cách làm dầu màu điều để lâu không hư các bạn. Cái màu rất là đẹp luôn, thấy không? Các bạn muốn coi thì tìm ở trong cái video của mình coi ha. Rồi giờ mình trộn đều đi, lấy nắp đậy lại. Khoảng 30 phút sau chúng ta mới đem đi xào ha. Trộn cho nó thấm đều, lâu lâu nhớ lại trộn nha các bạn. Còn cái mồi thì chúng ta khui nó ra, chúng ta tán nó nhuyễn nhuyễn ra các bạn, dầm dầm cho nó ra cái màu rất là đẹp các bạn. Các bạn có mua cá mòi, mua lon dẹp nó ngon các bạn, đừng mua lon tròn, lon tròn ăn nó không ngon bằng đâu. Cũng là cá mòi Thái nhưng mà ăn cái loại này nó ngon hơn nè. Rồi đó, chúng ta dầm để vậy đi. Rồi sau mà 30 phút thì chúng ta bắt cái chảo lên, chúng ta bỏ chút dầu vô, dầu sôi thì chúng ta bỏ hành với tỏi còn lại vô phi cho nó vàng, rồi chúng ta mới bỏ cá mòi vô chúng ta xào. Mình xào cá mòi trước cho nó thơm á các bạn. Mình ướp thì không có ướp cá mòi chổng, tại vì ướp vậy mình nấu ra nó bấy nhạy không ngon ha. Rồi xào xong thì chúng ta nêm vô đây chút tí đường các bạn, đây cá mòi nó hơi mặn đó các bạn. Rồi sau đó chúng ta xúc lên, rồi chúng ta mới đổ cái lưỡi heo với bao tử vô chúng ta xào. Xào cho lưỡi heo bao tử săn lên các bạn. Rồi chúng ta mới đổ nước dừa vô ha. Đổ nước dừa lơ vô mình xào. Khi mà nó sôi thì chúng ta mới là cho nó rút nước dừa vô các bạn. Lâu lâu chúng ta nhớ trộn trộn nó lên. Rồi còn củ cải thì chúng ta bắt cái nồi nước lên, chúng ta trụng sơ đó các bạn. Trụng sơ vậy đó, mình bỏ vô trong cái đồ của mình nó lâu bị hư, còn mình không trụng cũng được, mình ăn liền mình khỏi trụng. Mình trụng vậy nó củ cải nó bị ra nước đó các bạn, cái nó không có bị thiêu đồ của mình để lâu được, 2-3 ngày ăn vẫn không hư ha. Lâu lâu mình dở nắp lên mình trộn nó nè. Khi mà mềm thì chúng ta bỏ củ cải vô, bao tử với lưỡi heo á chúng ta mềm đó, chúng ta bỏ củ cải vô, nhớ dặn lửa riu riu các bạn. Đó, khi mà nó mềm rồi thì chúng ta mới là đổ thêm cá mòi vô, cá mòi chờ nó sôi chút xíu là được rồi các bạn, cho nó rút vô chút xíu là được rồi. Khoảng 5 phút rồi các bạn, cho cá mòi nó thấm vô trong lưỡi heo với thịt đó các bạn. Lúc này mình nêm thử coi vừa ăn chưa, rất là vừa luôn các bạn. Rồi chúng ta đổ củ hành vô, xào qua xào lại là chúng ta tắt lò được rồi đó các bạn. Cái tô bao tử nấu cá mòi của mình hấp dẫn không các bạn?
Để mình múc cho ăn thử cho các bạn coi. Rất là ngon luôn. Xíu miếng bánh mì chấm vô đây. Hương vị rất đậm đà các bạn, thơm mùi cá mòi, ngọt ngọt mặn mặn, béo béo, ăn rất là ngon. Ăn cái miếng bao tử ngon. Bao tử giòn giòn thịt thịt, rất là ngon các bạn. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi ha. Rất đơn giản nhưng ăn rất ngon. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình, để lần sau mình có ra video mới là các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.